sau khi xác nhận mang thai 2 tháng. Tối ngày 12 tháng 5, tại một sự kiện ở thành phố Hồ Chí Minh, sự xuất hiện của siêu mẫu Lan Khuê nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo khách mời khi cô vừa chia sẻ tin vui đang mang bầu cùng ông xã John Tuấn Nguyễn. Người đẹp cũng hạn chế trả lời những câu hỏi xoay quanh vấn đề bầu bí. Chân dài tiết lộ hai bên gia đình đều rất vui mừng khi nhận thông tin vợ chồng cô đang có tin vui. Người đẹp ít xuất hiện trong các sự kiện giải trí. Thỉnh thoảng chân dài này mới nhận lời mời trình diễn trong vài sâu diễn thời trang của những nhà thiết kế thân quen. Cô thỉnh thoảng chia sẻ hình ảnh hạnh phúc bên ông xã trên trang cá nhân. Băng Châu